chào quý khán giả. Mời quý khán giả theo dõi chương trình 12 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, hôm nay thứ sáu ngày 4 tháng 11 năm 2022. Thưa quý vị, tiếp tục hoạt động chất vấn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư. Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị tiếp tục trả lời chất vấn của các đại biểu. Sau đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kết luận nhóm vấn đề thứ nhất, đồng thời tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ hai lĩnh vực thông tin và truyền thông với phần trả lời của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng. Mở đầu phiên họp sáng nay, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã trả lời các nội dung về thực hiện thí điểm phân cấp quỹ quyền phê duyệt quy hoạch đô thị về định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam. Bộ trưởng cho biết, Bộ sẽ tăng cường kiểm tra giám sát hướng dẫn việc tổ chức thực hiện tại địa phương đối với các nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan đến kiến trúc để đảm bảo lĩnh vực này phát triển đúng định hướng. Thay mặt chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã trả lời làm rõ thêm những vấn đề mà đại biểu Quốc hội chất vấn, trong đó trọng tâm là tiến độ lập quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia. Cũng trong sáng nay, nhóm vấn đề thứ hai, lĩnh vực thông tin và truyền thông, các đại biểu đã chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng về việc chậm thực hiện nội dung về thông tin truyền thông trong chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội dùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Về vấn nạn lừa đảo qua mạng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, đây là vấn đề nan giải không chỉ với Việt Nam mà ở nhiều nước trên thế giới. Thời gian vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật để định nghĩa rõ các hành vi, quy định rõ quy trình xử lý hành chính, mức phạt để lực lượng công an xử lý. Ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vừa tiếp xúc cử tri tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện Phong Điền. Cử tri kiến nghị đến các đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp cấp vấn đề như việc vận động bảo hiểm y tế còn nhiều khó khăn các cấp các ngành quan tâm khắc phục, sửa chữa, nâng cấp hệ thống giao thông xã đã xuống cấp, ngập lúng, nhất là những tuyến đường ngập sâu trong thời điểm triều cường dân cao. Đồng thời đề nghị chính phủ, thành phố có giải pháp bảo đảm ổn định thị trường về giá cả phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và bình ổn nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất kinh doanh, sinh hoạt trong dân. Qua các ý kiến, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và huyện Phong Điền đã giải trình thỏa đáng và thông tin thêm các vấn đề cử tri quan tâm. Những ý kiến kiến nghị không thuộc thẩm quyền sẽ được ghi nhận và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Bà Trần Thị Dĩnh Nghi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ và quận Cái Răng cũng vừa đến tiếp xúc hơn 100 cử tri hai phường Hưng Thạnh và Hưng Phú trước kỳ họp Hội đồng nhân dân cuối năm 2022. Cử tri nêu lên nhiều ý kiến xoay quanh lĩnh vực đất đai, dự án kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống người dân, tại điều kiện cho người dân trong dùng dự án sửa chữa, nâng nền nhà chống ngập khi triều cường dân cao. Cần có các giải pháp để nâng cao đạo đức của học sinh, sách giáo khoa thay đổi liên tục, gây khó khăn cho người dân nghèo. Cần quan tâm công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh tại khu dân cư. Đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp cùng đại diện các sở ngành thành phố đã lần lượt trả lời thỏa đáng các ý kiến cử tri đặt ra. Cùng thời gian trên, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đơn vị quận Bình Thủy gồm ông Trần Quốc Vũ, Bí thư quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy và bà Nguyễn Phương Thủy, Trưởng ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ cũng gặp gỡ tiếp xúc với trên 100 cử tri của hai phường Trà Nóc và Thới An Đông. Nhiều ý kiến kiến nghị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và quận xem xét cải tạo hệ thống thoát nước trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh và các tuyến hẻm trên địa bàn, nâng cấp sửa chữa xây mới các tuyến đường giao thông, đảm bảo việc đi lại cũng như tình hình sạt lỡ, vệ sinh môi trường, bảo hiểm y tế trên địa bàn cũng được cử tri đặt ra. Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và quận Bình Thủy làm rõ thêm một số ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Các ý kiến kiến nghị còn lại sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, trả lời. Ban thường vụ quyền ủy Vĩnh Thạnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Đến dự có ông Lê Văn Thành, ủy viên Ban thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra thành ủy Cần Thơ. Dưới sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, chủ động bám sát nghị quyết năm 2022, huyện ủy Vĩnh Thành đã tổ chức triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác kết nạp đảng viên mới đạt 105% kế hoạch, hoàn thành chương trình kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ huyện ủy năm 2022. Chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể được nâng cao với 163 mô hình dân vận khéo được thực hiện. Tình hình kinh tế xã hội tiếp tục phát triển ổn định, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch cả năm. Ông Lê Giang Thành đề nghị huyện ủy Vĩnh Thạnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bảo hiểm y tế, chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện các dự án đường dẫn vào khu công nghiệp VNSHIP và khu tái định cư, hoàn thành các hồ sơ xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đề nghị thành phố xem xét công nhận. Cùng thời gian trên, Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt cũng tổ chức phiên họp thường kỳ sơ kết tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh tháng 10 và 10 tháng năm 2022 trong tháng 10 và 10 tháng của năm nay tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn quận Thốt Nốt tiếp tục duy trì và phát triển ổn định giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng 10 tháng của năm thực hiện gần 31.000 tỷ đồng đạt trên 89% kế hoạch sản xuất thương mại dịch vụ thực hiện hơn 12.760 tỷ đồng đạt trên 93% kế hoạch thu thuế đến ngày 1 tháng 11 đạt 104,34% kế hoạch dưới trên 165 tỷ đồng giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt trên 85% kế hoạch Hai tháng còn lại của năm, lãnh đạo quận thúc Nốt đề nghị các địa phương tập trung hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt, nhất là tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, bình ổn thị trường để nhanh tiến độ và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện tốt kịp thời các chính sách an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị, Tết Nguyên Đán năm 2023 chỉ cách Tết dương lịch 22 ngày và cách Giáng sinh cũng còn chưa đến 2 tháng nữa. Vì lẽ đó, các đầu mối phân phối siêu thị tại Cần Thơ đã có bước chuẩn bị hàng hóa sớm hơn so với mọi năm và dự đoán sức tiêu thụ sẽ tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Siêu thị Go Cần Thơ đã chuẩn bị những gian hàng cho Giáng sinh và Tết Dương lịch. Bên cạnh các mặt hàng truyền thống, đơn vị này còn bổ sung thêm 100 nhóm hàng mới nhằm tạo sự phong phú, đa dạng chủng loại hàng hóa với tổng mức đầu tư hơn 150 tỷ đồng. Tại siêu thị Cốt Mắt Cần Thơ cũng không kém phần nhộn nhịp để chuẩn bị cho đợt mua sắm lớn nhất trong năm của người tiêu dùng. Siêu thị dự đoán sức mua tăng ít nhất là 15% so với năm trước dự kiến là gì cái sức tiêu thụ và sức mua của Tết năm nay tăng rất là nhiều đột biến có khả năng là giống như là ở siêu thị thì có khả năng là gì tăng trưởng từ là gì 50 đến 60 so với những cái Tết những được trước và nó là một cái kỳ vọng thì ở phía siêu thị cũng đã chuẩn bị hàng hóa cũng như là kế hoạch để mà gửi đến nhà các nhà cung cấp về chuẩn bị nguồn hàng để và kế hoạch giao hàng cho nó kịp đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thì bắt đầu từ ngày 24 tháng 11 năm 2022 cho đến ngày 21 tháng 1 năm 2023 là siêu thị đã có những cái chương trình có kế hoạch để tăng cái lượng hàng hóa lên gấp khoảng 15% so với cái Tết năm ngoái với cái chủ đề là khai Tết xanh đón lọc lành thì nhà sư thị cũng có những cái chương trình khuyến mãi kích cầu ở trong cái thời gian này và hàng hóa thì tập trung chủ yếu vào các nhóm hàng như là hàng thực thực phẩm rồi hàng những cái nhóm hàng chăm sóc sức khỏe hàng gia vị gạo dầu nước mắm theo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, hiện đã có 16 doanh nghiệp đăng ký tham gia bình ổn thị trường Tết với tổng giá trị dự trữ hàng hóa hơn 2.236 tỷ đồng. Một số hệ thống phân phối lớn khác đang có mặt tại Cần Thơ như Central MM Megamarket, Market, Lotte Mart, WinMart cũng đã chuẩn bị hàng quá Tết. Theo các đơn vị, nguồn hàng chủ lực tăng ít nhất 20 đến 30% so với Tết Nguyên đán năm 2022. Sở Công thương phối hợp với các cái đơn vị, các cái trung tâm thương mại để là có các cái chương trình bán hàng làm sao đó chia sẻ với cái khó khăn đảm bảo được cái hàng hóa chất lượng cũng như mẫu mã và đồng thời cái giá cả để cho hợp lý. Ngành chức năng thành phố dự báo nguồn hàng hóa từ đây đến Tết Nguyên đáng 2023 sẽ không thiếu. Tuy nhiên, cần siết chặt các biện pháp kiểm soát thị trường, kiểm tra chất lượng hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng để người tiêu dùng được lợi. Sáng nay, Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân Thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ ký kết phối hợp về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại tòa án nhân dân theo chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao. Việc ký kết nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa hai ngành trong thực hiện nhiệm vụ được giao, giúp người dân tiếp cận đầy đủ và công bằng quyền được trợ giúp pháp lý, góp phần đảm bảo sự bình đẳng trong tiếp cận pháp luật, nâng cao chất lượng xét xử của tòa án. Theo kế hoạch có hai hình thức trợ giúp pháp lý thực hiện là trực tại trụ sở tòa nhân dân thành phố và tòa nhân dân các quận huyện và trực qua điện thoại. Tòa nhân dân niêm yết danh sách số điện thoại của người trực tại tòa và kết nối người trực với người thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Chương trình phối hợp sẽ được thực hiện trong 5 năm. Cũng sáng nay, Hội khuyến học thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện hai chương trình lớn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đó là đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ cộng đồng đơn vị giai đoạn 2021-2030 và xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu đến năm 2030 là 100% cán bộ và hội viên hội khuyến học được học tập quán trị các chủ trương, 90% gia đình được công nhận đạt danh hiệu gia đình học tập, 60% người lao động trong gia đình học tập, dòng họ học tập, 60% người lớn trong gia đình học tập, dòng họ, cộng đồng học tập, 85% những người đạt danh hiệu công dân học tập đều phải có kỹ năng số. Để thực hiện các mục tiêu trên, các cấp hội khuyến học đổi mới nội dung phương thức tuyên truyền phổ biến về xây dựng và phát triển các mô hình, phát động phong trào thi đua, học để thay đổi và thích ứng với công nghệ 4.0, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong tổ chức các hoạt động học tập xây dựng mô hình. Thành đoàn Hội đồng đội thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa khai mạc lớp tập quấn công tác đội và phong trào thiếu nhi cho 230 cán bộ phụ trách đội, giáo viên tổng phụ trách đội tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố lớp tập quấn trong 3 ngày với các nội dung như triển khai luật trẻ em năm 2016, nâng cao quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ, hướng dẫn triển khai chương trình rèn luyện đội viên giai đoạn 2018-2022, tập quấn kỹ năng tổ chức hoạt động sinh hoạt tập thể theo quy định, nghi thức đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh. Thông qua lớp tập quấn nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ trọng tâm các kỹ năng thực hành công tác đội cho lực lượng giáo viên làm tổng phụ trách đội trên toàn thành phố. Tạo điều kiện để cán bộ phụ trách đội, giáo viên tổng phụ trách đội giao lưu, học tập, trao đổi mô hình, kinh nghiệm góp phần xây dựng tổ chức đội và phong trào thiếu nhi của đơn vị ngày càng phát triển. Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức và chuyển đổi tư duy cho hội viên trong nông dân về phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên 300 cán bộ hội viên nông dân các quận huyện trên địa bàn thành phố tham dự. Các cán bộ hội viên nông dân được các báo cáo viên thông tin tổng quan về thực trạng và kết quả công tác xây dựng nông thôn mới tại Cần Thơ, tổng quan chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cớp, yêu cầu về hồ sơ đánh giá phân hạng sản phẩm ô cớp cấp quyện, một số giải pháp phát huy vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong tham gia xây dựng nông thôn mới khóa tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ hội viên nông dân nâng cao kiến thức về việc xây dựng các mô hình liên kết hợp tác trong sản xuất và kinh doanh nông nghiệp. Chương trình 12 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.